khí Green S, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào mừng quý vị đến với chương trình tường thuật của đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33 năm 2021, non sông liền một giải, niềm tin chiến thắng HTV Tô Đông Á. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì cuộc đua sẽ tiếp tục thi đấu chặng thứ hai từ Cao Bằng đi Lạng Sơn, đường dài 127 km. Và anh Quang Huy, với cung đường không quá dài, thời tiết thì mát mẻ thì là một điều kiện lý tưởng để thi đấu phải không ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay đường dài 127 km với những đoạn dốc đổ khá là nhiều thì đó sẽ là một điều kiện rất là thuận lợi để cho các vận động viên thi đấu với tốc độ tương đối cao. Thêm vào đó là điều kiện thời tiết mát mẻ, chắc chắn là họ sẽ cống hiến cho khán giả một ngày thi đấu thật sự là hấp dẫn với nhiều cuộc cạnh tranh thú vị, đặc biệt là ở khu vực đích đến. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với những diễn biến ở trong chặng đua ngày hôm nay. Xin cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Hôm nay thì có nhiều đường dốc và quanh co, và mưa thì nó chân chật sẽ dẫn đến là nguy hiểm những cái đoạn mà đổ đèo và những cái đoạn đổ dốc. Tuy đường đèo rất là nguy hiểm nhưng vận động viên và đội của em luôn có sự chuẩn bị, những sự chuẩn bị kỹ để thi đấu. Các tay đua đang chuẩn bị xuất phát ở thành phố Cao Bằng vào lúc 7:45 sáng nay. Những gương mặt rất háo hức chờ đợi chặng đua thứ hai. Những cái tên quen thuộc như Nguyễn Tấn Hoài, người đang tạm mặc chiếc áo xanh, rồi bên cạnh đó là Huỳnh Thanh Tùng, người cũng đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại chặng đua ngày hôm qua. Đây là tay đua đang mặc chiếc áo trắng Thái Ngọc Hải của ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long. Sau chặng đua đầu tiên thì tay đua Lê Nguyệt Minh của Thành phố Hồ Chí Minh New Group đang là người tạm mặc cả hai chiếc áo vàng và chiếc áo xanh. Trận thi đấu ngày hôm nay sẽ là một trận đấu phải nói cực kỳ hay dành lợi cho các vận động viên có chân leo đèo tốt. Và cũng như là hôm nay chúng ta sẽ được thấy sự cạnh tranh của các ekip như là đội Đô Bạc Răng Đồng Tháp, đội Yên Ngô Đồng Nai, đội tuyển trẻ Liên đoàn Việt Nam, cũng như là đội Cần Thơ, cũng như là đội Hà Nội. Ngày hôm nay sẽ trở nên cuộc tranh chấp rất hay. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì trọng tài vẫn đang dẫn các vận động viên đi với tốc độ giới hạn, và họ đã vừa đi qua hết địa phận của thành phố Cao Bằng. Bây giờ thì các vận động viên tiếp tục hướng về phía thành phố Lạng Sơn. Khi mà họ đã bước vào địa phận của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Như đã nói thì trọng tài thông thường sẽ tìm một đoạn đường bằng phẳng, trống, thoáng, rồi mới cho các vận động viên xuất phát chính thức. Bởi sau khi xuất phát chính thức thì thường các tay đua sẽ ngay lập tức đẩy tốc độ lên cao nhằm tạo ra những cuộc tấn công. Thời điểm xuất phát chính thức là thời điểm mà những tay đua có tham vọng cạnh tranh các thứ hạng, hoặc là những đội đua có hy vọng cạnh tranh các thứ hạng, ít nhất là ở trong từng chặng đua có cơ hội để thoát đi dễ nhất, khi mà các đối thủ của họ còn chưa kịp ráp hay là sắp xếp đội hình. Điều kiện thời tiết cho đến lúc này là thuận lợi cho cuộc so tài của các vận động viên ở trong chặng đua thứ hai từ Cao Bằng về Lạng Sơn. Đi ở phía sau của trọng tài là một gương mặt rất quen thuộc, tay đua mang số hiệu 41 của đội Bayfly Đồng Nai, tay đua Luis Desuet ở trong màu áo xanh quen thuộc ở trong những năm vừa qua. Luis Desuet là một tay đua có trình độ chuyên môn rất cao, và ở trong cuộc đua năm nay thì anh cũng đặt tham vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu áo vàng chung cuộc của cúp truyền hình năm 2021. Và có thể nói những đối thủ chính của Luis Desuet từ lúc này có thể điểm danh một vài cái tên như là Javier Sagda Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, như là Nguyễn Trường Tài, đồng đội của Javier tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, rồi tay đua Nguyễn Tấn Hoài
của Dược Đô Mét của Đồng Tháp, hay là những tay đua như là Trịnh Đức Tâm, Lê Ngọc Sơn của ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang. Vâng, đúng là không nằm ngoài dự đoán khi mà ngày hôm nay đã có những hạt mưa xuất hiện ở trên cung đường thi đấu của các vận động viên từ thành phố Cao Bằng và thành phố Lạng Sơn. Hy vọng rằng các tay đua của chúng ta sẽ giữ được sự tập trung với một cung đường hẹp và có nhiều đèo dốc quanh co để có thể thực hiện một chặng đua thực sự an toàn, nhưng vẫn sẽ tạo ra được một cuộc cạnh tranh hấp dẫn ở đích đến. Những góc quay flycam vẫn đang cho chúng ta thấy được những hình ảnh rất đẹp ở khu vực tỉnh Cao Bằng, một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ, có đường biên giới dài hơn 300 km với Trung Quốc. Với tỉnh Cao Bằng thì địa hình là hơn 90% là rừng. Chính vì vậy mà những mảng xanh được phủ rất đầy và tạo nên một bầu không khí trong lành thoáng mát tại đây. Đã có những cuộc tấn công của một số tay đua ở phía trên, nhưng ở đằng sau thì đoàn đông vẫn đang hiệp lực để đi cùng với nhau, duy trì khoảng cách với top phía trên. Ở trong nhóm đầu này, chúng ta cũng thấy có sự xuất hiện của Javier Sacta Perez, tay đua đang là đương kim áo vàng của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Bám sát theo Sacta Perez là Phan Hoàng Thái. Đây là những tay đua được phân công bắt cặp với nhau ở trên đường. Những tay đua thuộc ekip Dược Domesco Đồng Tháp vẫn là những người luôn được đánh giá rất cao ở khả năng đi đèo. Phải nói là đội hình của Dược Domesco Đồng Tháp, cả 7 tay đua đều là những người có khả năng đi đèo tốt, một dàn đội hình rất đồng đều và chất lượng. Như vậy là các vận động viên vừa chinh phục qua ở ngọn dốc này. Việc tiếp theo là họ sẽ chinh phục độ khó cũng như là độ với độ dốc là 10 độ. Vì thế các vận động viên đang tập trung cao độ. Thưa quý vị, lúc này Thế Mẫn đang có mặt tại đèo Bông Lau và đoàn đua đã có một tốp đã vừa mới đi qua ngọn đèo này. Ngọn đèo có chiều dài là 9 km và đây là ngọn đèo nằm ở địa phận giữa hai huyện, đó là Thạch An của tỉnh Cao Bằng và huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn. Và đây là một địa danh lịch sử bởi trong cuộc kháng chiến Đông Dương từ diễn ra từ năm 1947 đến năm 1950 thì nơi đây đã chứng kiến rất nhiều trận đánh và những chiến thắng oai hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và từ đó đã cho ra đời rất là nhiều những đơn vị nổi tiếng như là Tiểu đoàn Bông Lau, Trung đoàn Bông Lau hay là Sư đoàn Bông Lau. Và cũng cảm hứng từ chiến thắng tại ngọn đèo lịch sử này mà nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác ra bài hát, đó là Bông Lau rừng xanh pha máu. Và sau đó thì nhạc sĩ Đỗ Nhuận cũng đã sáng tác ra bài hát, đó là Đèo Bông Lau. Vâng, có mặt ở đây là một trải nghiệm rất là tự hào với Thế Mẫn cũng như là đoàn đua. Có lẽ là lúc này thì đoàn đông cũng đã lại chia thành nhiều nhóm nhỏ. Và đây là một nhóm với khoảng 20 tay đua. Họ cũng đang bắt đầu có những tay đua đang cố gắng thoát ra để tăng tốc. Và chúng ta đang thấy đó là màu áo của đội Y Ngua Đồng Nai. Chúng ta cũng được biết thì ở trong trận thi đấu ngày hôm nay, ngoài thành tích lấy 10 vận động viên về đầu, bên cạnh đó còn có giải thưởng ba hàng đầu, đó là đồng đội. Chính vì thế là ngoài việc cài được các vận động viên ở top đầu, còn các vận động viên ở nhóm sau họ phải liên tục tấn công để giành những phần thưởng ở giải đồng đội, thấy không ạ? Vâng, đúng vậy, giải thưởng đồng đội của chúng ta cũng sẽ dành cho ba đội đầu tiên với mức giải thưởng lần lượt là 3 triệu, 2 triệu và 1 triệu đồng. Đây là top đã nhập từ top 2 thành top 3 thành một top đông. Và ở top đông này thì dần chung quanh sẽ thấy là có những tay đua mạnh, có thể kể đến như là Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trời, rồi Javier Perez, đương kim áo vàng đang ở trong top đông này và họ đang duy trì tốc độ khá là chậm, tương đương vào khoảng tầm từ 20 đến 25 km mà thôi. Và ở ngay đoạn này thì là các vận động viên cũng như là các huấn luyện viên đang liên tục thực hiện tiếp tế, bởi vì đoạn thi đấu vừa rồi thì họ đã liên tục đổ dốc và đây là lúc là một cái địa hình tương đối thuận lợi để cho các vận động viên xuống tiếp nhận tiếp tế từ các huấn luyện viên cũng như là nhận chỉ đạo cho đoạn đường còn lại hướng về thành phố Lạng Sơn. Và chúng ta đang thấy là top đông này đang kéo thành một hàng dài và họ đang chia nhau làm việc, chứ chúng tôi vẫn quan sát thấy là chưa có một động thái nào rõ rệt từ các ekip. Thưa quý vị, lúc này thì Thế Mẫn đang có mặt tại xã Đại Đồng và đang ở nhóm cuối, trong đó có sự góp mặt của áo vàng là Lê Nguyệt Minh. Và theo quan sát của Thế Mẫn thì Nguyễn Trường Tài vừa rồi đã có một động thái, đó là kéo ekip thành phố Hồ Chí Minh để sát nhập với nhóm của Lê Nguyệt Minh. Lúc này thì người đã theo sát Lê Nguyệt Minh để bảo vệ cho áo vàng đó chính là số 14 Hữu Đức.
Và rất có thể là khi mà còn cách đích khoảng 50 km thì ekip Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cố gắng để đưa áo vàng Lê Quốc Minh trở vào top đông và sau đó sẽ tạo ra những lợi thế để có một cái sự tung ra nước rút mạnh mẽ ở đích đến để qua đó tranh chấp chiến thắng chặng hai này. Lúc này thì chúng ta đang ở trong ở top đầu tiên của cuộc đua ở trong chặng đua ngày hôm nay. Top 1 này gồm có 6 vận động viên, trong đó có sự xuất hiện của tay đua rất mạnh, người đang thể hiện tham vọng cạnh tranh cho danh hiệu áo vàng chung cuộc của cúp hình năm 2021 này. Đó là tay đua Marcel 41 Rick Desuac của ekip Firefly Đồng Nai. Rồi bên cạnh đó có sự xuất hiện của tay đua mang số đeo 97 là Lê Hải Đăng của ekip Dược Đô Mexico Đồng Tháp. Tay đua mang số đeo 62 Hồ Hoàng Sơn của 620 Châu Thới Vĩnh Long. Rồi tay đua mang số đeo 26 của đội quân khu 7 đó là Phạm Lê Xuân Lộc. Và thêm một tay đua khác của đội quân khu 7 có mặt ở trong nhóm này là tay đua mang số đeo 23. Rồi các bạn, tay đua của đội trẻ Việt Nam, tay đua mang số đeo 133, tay đua Nguyễn Tấn Phúc. Thời tiết mát mẻ, mặt đường khô ráo và rõ ràng là thuận lợi cho các vận động viên để thi đấu với tốc độ tốt hơn nữa trong những km sắp tới. Nếu như trước đó đoạn leo đèo và đổ đèo thì đường còn khá trơn trượt, khiến cho các vận động viên phải thận trọng hết sức, đặc biệt là đoạn đổ đèo thì lúc này mặt đường đã trở nên khô ráo hơn. Với những tay đua cạnh tranh cho các thứ hạng chung cuộc, họ sự bày tỏ tham vọng cạnh tranh cho các thứ hạng chung cuộc như Javier Sada Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama, như Nguyễn Tấn Hoài của Dược Đô Mexico Đồng Tháp, như Luis Desuac của Firefly Đồng Nai. Thì lúc này với sự thể hiện của Luis Desuac khi anh liên tục nằm ở trong top dẫn đầu từ đầu cuộc đua đến giờ, đang cho thấy anh đã bắt đầu lên tiếng khẳng định mình sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất, mạnh mẽ nhất đối với tất cả các ứng viên còn lại. Luis sau một đoạn dài là máy kéo chính đã lùi ra sau, nhường lại vai trò máy kéo cho các tay đua khác. Hồ Hoàng Sơn sau một đoạn ngắn là máy kéo cũng đã lùi lại để nhường vai trò đó lại cho tay đua Nguyễn Tấn Phúc của đội tuyển trẻ Việt Nam. Với ba top này thì khoảng cách chưa hẳn là lớn. Vì thế ở trong nhóm 6 vận động viên đi đầu với khoảng cách hơn 20 giây này là chưa hẳn an toàn. Vì thế trong 6 vận động viên đi đầu này họ phải đồng lòng tạo nên tốc độ cao để nhằm nới rộng khoảng cách ra xa so với các vận động viên ở phía sau. Theo thông báo từ phía trọng tài trung gian Nguyễn Văn Hiệp thì khoảng cách giữa top 1 này với top thứ 2 ở phía sau lúc này chỉ là khoảng 30 giây. Ở trong top vận viên thứ hai thì đang có sự xuất hiện của tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Đô Mexico Đồng Tháp, người hiện đang xếp thứ nhì trên bảng xếp hạng áo xanh và chỉ kém người dẫn đầu là Lưu Nguyệt Minh về tổng hạng, chứ đang có cùng số điểm là 15 điểm. Rất đông các cổ động viên đang có mặt ở hai bên đường để cổ vũ cho các vận động viên. Lúc này thì họ đang đi qua khu vực thị trấn Na Sầm của Lạng Sơn. Và chúng ta hãy xem các tay đua ở top thứ hai đang tăng tốc để đuổi theo. Một cuộc bắt top đang diễn ra. Nguyễn Tấn Hoài đang là người dẫn đầu top thứ hai này để đuổi vào trong top đầu tiên. Và cuộc bắt top đã thành công với những nỗ lực của Nguyễn Tấn Hoài, của Võ Thanh An và của các tay đua thuộc ekip quân khu 7 nữa. Và chúng ta hãy chú ý một chi tiết là ở trong top 1 vào lúc này có sự xuất hiện của khá nhiều tay đua thuộc ekip quân đội, thuộc ekip quân khu 7, rồi các tay đua của đội tuyển trẻ Việt Nam, các tay đua của ekip thành phố Cần Thơ. Rõ ràng tận dụng việc những tay đua mạnh, những đội đua mạnh đang bị kẹt tại phía sau thì những tay đua của những ekip ít được chú ý khi bước vào chặng đua này lại đang tạo ra những cuộc tấn công và nỗ lực thi đấu rất đáng khen. Từ góc quay này thì chúng ta thấy ở phía trên
đầu của top 1 đang có những tay đua mặc áo đỏ, có lẽ là của đội tuyển trẻ Việt Nam, rồi tay đua của Dupa gần Đồng Tháp, và thêm một tay đua của Dược Domestic Đồng Tháp đang tăng tốc để tấn công. Còn ở phía sau thì Louis cũng đang bắt đầu tăng tốc, Nguyễn Tấn Hoài cũng đã tăng tốc để đuổi theo các vận động viên ở phía trước. Có vẻ như họ không muốn để cho bất kỳ một tay đua nào có thể thoát ra được. Những nỗ lực để tấn công của các tay đua, rồi nỗ lực để đuổi bắt của những người ở phía sau đang tạo ra những diễn biến hết sức hấp dẫn. Như vậy là khả năng để tay đua Lê Nguyệt Minh có được chiến thắng ở chặng đua ngày hôm nay sẽ là không cao, khi mà lúc này anh đã bị rơi lại ở nhóm phía sau. Và trong nhóm đầu này thì đáng chú ý nhất đang chính là tay đua tạm mặc chiếc áo xanh, tay đua Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestic Đồng Tháp, người đang được đánh giá là tay đua có nước rút tốt nhất ở trong nhóm 1 này. Đúng là với một chặng đua có nhiều đường đèo dốc thì một lần nữa ekip Dược Domestic Đồng Tháp lại cho thấy được lợi thế của mình. Họ đang có khoảng 3 đến 4 tay đua ở trong nhóm này. Và bên cạnh đó là những nỗ lực rất đáng khen đến từ các tay đua trẻ thuộc các ekip như là Diên Hoa Đồng Nai, đội tuyển trẻ Việt Nam, quân khu 7, quân đội. Các tay đua sẽ chỉ còn khoảng hơn 20 km nữa là về đến đích tại thành phố Lạng Sơn. Lúc này thì họ vẫn đang duy trì tốc độ ở mức khoảng xấp xỉ 40 km một giờ, một tốc độ rất đều ở trong nhóm 1 với khoảng gần 20 vận động viên này. Nếu như tiếp tục duy trì được tốc độ như vậy, họ đủ khả năng để khoảng cách an toàn với đoàn đông ở phía sau, không để cho các tay đua ở phía sau bắt kịp. Đây là Luis De Suez, tay đua của Bayfly Đồng Nai, người đang thi đấu rất ấn tượng ở trong chặng đua ngày hôm nay với những nỗ lực để tấn công tất tốt. Và ở trong thời điểm hiện tại thì anh đang góp mặt ở trong top 1 hướng về phía đích đến tại Lạng Sơn. Lúc này thì đi ở vị trí phía cuối của nhóm 1 đang là tay đua mang số hiệu 34 Nguyễn Hữu Thành của đội quân đội. Nguyễn Hữu Thành ở trong chặng khai mạc của cúp hình năm 2021 này, chặng đua vòng quanh thành phố Cao Bằng, thì cũng đã có những thời điểm thực hiện những cuộc tấn công mà tương đối ấn tượng ở vòng đua thứ tư và vòng đua thứ năm, những vòng đua cuối cùng của chặng khai mạc. Nhưng như chúng ta cũng đã chứng kiến thì ở trong chặng khai mạc đó, các tay đua của hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group đã tỏ ra rất cảnh giác, đặc biệt là trong vòng đua cuối cùng khi họ không để cho bất kỳ một đối thủ nào có thể thoát ra được. Một lần nữa chúng ta lại đang được thấy đã có rất nhiều khán giả có mặt ở hai bên đường để cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Các vận động viên đã tiến đến khu vực ngã ba đi cửa khẩu Hữu Nghị. Nếu như họ rẽ trái thì sẽ hướng về phía cửa khẩu Hữu Nghị, nhưng bây giờ thì họ rẽ phải để hướng về đích đến ở thành phố Lạng Sơn. Như vậy là khi chỉ còn cách đích khoảng 10 km nữa thì chúng ta thấy đã bắt đầu có những cuộc tấn công của nhóm đầu. Những sự yên ngắn ở trong khoảng 20-30 km trước đích đã bị xua tan. Và đây sẽ là thời điểm mà các tay đua bắt đầu tấn công. Hãy nói về câu chuyện của nhóm đầu này với 17 tay đua. Chúng ta cũng thấy trong 17 tay đua này thì những ekip đang có được lợi thế về mặt quân số chính là quân khu 7 và quân đội với 4 tay đua. Bên cạnh đó là ekip Đồng Tháp 3 tay đua và đội tuyển trẻ Việt Nam 3 tay đua. Chính vì vậy mà ba ekip này sẽ có những đợt tấn công nhữ để cho các ekip chỉ với hai hoặc một tay đua khác, họ sẽ buộc phải có những tính toán của mình. Vừa rồi thì tay đua mang số đeo 105 Nguyễn Lâm của Dupagang Đồng Tháp chính là người đã phát pháo tấn công đầu tiên. Và với việc Nguyễn Lâm bước đi như vậy thì những đối thủ cạnh tranh sẽ phải bám theo anh. Và đó là cơ hội để cho tay đua Lê Hải Đăng và Nguyễn Tấn Hoài ở phía sau tiếp tục chờ đợi thời cơ có những đợt tấn công mới để phá sức đối thủ. Đó chính là chiến thuật mà Đồng Tháp đang thi đấu lúc này. Chúng ta đang thấy thì tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã lên đồng lòng kéo với tay đua Louis. Và tốc độ mà những các vận viên này luôn tạo ra là hơn 45 km/h. Vì đoạn đường từ Đồng Đăng về thành phố Lạng Sơn là một đoạn đường băng phẳng và không có ngọn dốc cao. Như vậy là các vận viên sẽ còn khoảng hơn 3 km nữa thôi là sẽ về đến ngay tại đích đến của thành phố Lạng Sơn. Vẫn cho thấy là vận viên Nguyễn Tấn Hoài đang rất quyết tâm để tạo nên tốc độ cao để cùng với vận động viên Louis về đích đầu tiên. Và chúng ta hãy chờ xem vận động viên Nguyễn Tấn Hoài sẽ xử lý tay đua Louis Desjac của đội Ba Lan Đồng Nai ở vị trí là như thế nào. Một cuộc đua sông mã thực sự hấp dẫn ở chặng đua thứ hai này.
Nguyễn Tấn Hoài vẫn luôn là như thế, vẫn luôn cho thấy được những nỗ lực của mình ở trong bất kỳ thời điểm nào, dù trên những đỉnh đèo, dù ở những chặng đua ski hay những chặng đường trường. Tốc độ mà các vận động viên, hai vận động viên này luôn được tạo ra là hơn 45 km/h, cho thấy những vòng dĩa 53 và tầng lip 15 là họ luôn sử dụng rất đều. Louis Desrac, tay đua sinh năm 1989, tức là năm nay anh đã bước sang tuổi thứ 32. Trong khi đó thì đội Nguyễn Tấn Hoài, tay đua sinh năm 1992, cũng đã 29 tuổi. Tuy nhiên, đây lại chính là hai tay đua đang duy trì được nền tảng thể lực dồi dào nhất ở trên đường đua đến lúc này, khi mà tất cả những tay đua trẻ khác đều đã bị rơi lại ở phía sau. Như vậy là trong nhóm thứ hai chúng ta đang thấy đội quân khu 7 cũng như là đội tuyển trẻ Việt Nam đang đưa ở tấp sau vào. Chắc chắn là như vậy, quân khu 7, quân đội và tuyển trẻ Việt Nam là những ekip có lực lượng đông đảo nhất ở trong nhóm này. Họ có đến 7 tay đua và dĩ nhiên là nhóm này cũng đang cố gắng đồng lòng để kéo vào với hai tay đua phía trên, với hy vọng rằng hai tay đua phía trên có thể sẽ bị suy giảm về thể lực và tốc độ. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ít phút nữa thôi thì rất đông khán giả đang có mặt tại khu vực đích đến ở thành phố Lạng Sơn sẽ được chứng kiến màn nước rút cực kỳ hấp dẫn. Hãy chờ xem vẫn sẽ là cuộc song đua song mã giữa Louis Desrac và Nguyễn Tấn Hoài, hay sẽ có một cuộc bắt tớp thành công của nhóm 15 tay đua ở phía sau với đầu máy kéo là những tay đua thuộc ekip quân khu 7 và quân đội. Như vậy là các vận động viên sẽ còn khoảng hơn 600m nữa mà thôi. Như vậy là hầu như tốc độ đang bị ghe trở lại. Hai vận động viên luôn canh với nhau. Rất hay. Quá hồi hộp thấy không à? Vâng, họ đang ghim tốc độ nhau và hãy chờ xem, đó là bao tốc độ. 300m như vậy là Louis đang tấn công. Và tấn công là Louis đang bị tay đua Nguyễn Tấn Hoài sẽ rước vào. Chúng ta hãy chờ xem. Wow. Louis, như vậy là Louis Desriac mới là người giành chiến thắng ở chặng đua ngày hôm nay. Wow. Và bây giờ hãy cùng đến với những tay đua sẽ về đích tiếp theo, từ vị trí thứ 3 đến vị trí thứ 10. Tiếp tục là một cuộc cạnh tranh hấp dẫn của những tay đua này. Một tay đua của An Giang, tay đua trẻ Trần Minh Thanh đang bước lên. Trần Minh Thanh là tay đua đã về đích ở vị trí thứ 3. Và sau đó là tay đua của ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long. Một phần thưởng xứng đáng dành cho những tay đua trẻ cũng đã nỗ lực đeo bám Louis Desrac và Nguyễn Tấn Hoài trong suốt chặng đua ngày hôm nay, đặc biệt là ở những km cuối. Có lẽ chúng ta sẽ cùng xem lại những góc quay chậm ở nhiều góc độ khác nhau để nhìn thấy được những nét đẹp từ đợt tấn công vừa rồi của Louis Desrac. Với góc quay này thì chúng ta đang thấy tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã bước vào hơi chậm một nhịp. Vì thế tận dụng khi pháo gà đầu tiên thì tay đua Louis đang là người cán đích đầu tiên. Đúng là như vậy. Có vẻ như tay đua Nguyễn Tấn Hoài đã hụt tâm ở đoạn nước rút này. Louis nói rằng anh đã nghiên cứu rất kỹ cái chặng đua ngày hôm nay và đánh giá Nguyễn Tấn Hoài là một đối thủ rất mạnh, nhưng anh đã so kè với đối thủ của mình. Yes, I know it's very strong because ở trong khoảng 2 cái mét cuối cùng thì cả hai tay đua đã so kè với nhau rất kỹ. Nhưng khi mà Louis Desrac quyết định tấn công thì anh đã quyết định thời điểm tấn công chính xác để vượt qua được tay đua Nguyễn Tấn Hoài và giúp cho anh giành được chiến thắng ở trong chặng đua ngày hôm nay. Dạ, em đã cố gắng đeo bám khoảng từ lúc đổ đèo rồi, cũng buồn chút nhưng cố gắng hết sức rồi nên em không tiếc. Vâng, xin được chúc mừng tay đua Louis Desrac cũng như là ekip Đồng Nai. Những cố gắng của họ đã tạo ra được đền đáp bằng một chiến thắng chặng, và đó cũng là một dấu hiệu cho thấy là khát khao cạnh tranh những danh hiệu cao quý của ekip Đồng Nai ở cuộc đua năm nay. Với anh Quang Huy thì anh có bất ngờ khi mà Louis Desrac đã giành chiến thắng chặng hai này không ạ? Đối với bản thân tôi thì nếu như chúng ta nhìn lại những gì mà Louis Desrac đã thể hiện ngay từ ở đầu của chặng đua ngày hôm nay thì có thể thấy đó không phải là một kết quả bất ngờ, khi mà chính Louis Desrac đã tỏ ra rất chủ động tấn công cùng với hai viên Sacha Perez của thành phố Minh Vinama ngay từ những đoạn dốc, ngay từ những đoạn đèo đầu tiên. Và sau khi vượt qua những đoạn dốc dài đó, tạo được khoảng cách với những đối thủ mạnh khác thì anh vẫn duy trì sự chủ động ở trong cách thi đấu của mình, duy trì tốc độ rất cao ở trong cách thi đấu của mình để tạo ra cuộc so kè mạnh mẽ và đầy hấp dẫn với Nguyễn Tấn Hoài của vực đích đến, để cuối cùng chính Louis Desrac là người giành được chiến thắng. Ngày mai thì đoàn đua sẽ thi đấu chặng 3 vòng quanh thành phố Lạng Sơn và cự ly là 42 km. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.